Xin giao lưu và trả lời câu hỏi của bạn Nguyễn Thành cùng với một số bạn Thanh Loan như thế này. Tiến sĩ và chương trình cho em hỏi, có nhiều nơi cúng cơm liên tục cho người mất, mới mất tới tận 100 ngày. Có nơi chỉ cúng 7 ngày, 9 ngày. Vậy đâu là cách làm đúng hơn? Em xin cảm ơn. Thì trước hết, đây là một cái tín ngưỡng đối với cái người đã khuất. Không thể nói rằng cái cách nào đúng và cách nào chưa đúng. Bởi vì đã gọi là tín ngưỡng vùng miền, tín ngưỡng tôn giáo, có nơi này, nơi khác. Do vậy, chẳng thể nói phương pháp này đúng, phương pháp kia sai. Thứ hai nữa là chưa kể còn hiệu quả nội dung cúng nữa. Chứ không phải cứ cúng nhiều ngày, 100 ngày hay là bao nhiêu ngày là đúng. Cúng ít là sai cũng không phải. Mà phải phụ thuộc vào cách cúng, nội dung cúng và cái đối tượng cúng, cũng như là nhân quả của cái đối tượng. Thì cái hiện tượng trước hết ấy là theo sách của Hòa Thượng Tịnh Không ấy, thì người ta khi chết đi thì cứ sau 7 ngày thì cái linh hồn lại quay lại, cũng như là lúc sắp lâm chung, xong cứ 7 ngày lại quay lại, 7 ngày quay lại. Do vậy người ta cúng thất tất lai tuần là như vậy. Và cứ 7 ngày thì quay lại để cúng vừa khai thị cho các vong linh. Đấy là theo sách của Hòa Thượng Tịnh Không, hay một số các vị khác cũng na ná là như vậy. Cho nên người ta cúng 49 ngày. Đó. Ở đây chúng tôi thì cũng xem sách của Hòa Thượng Tịnh Không cũng nói, và nhiều sách nói tại sao cúng 49. Nhưng chúng tôi có một cái thuận lợi hơn là kiểm định lại cái việc đó xem như thế nào. Chúng tôi đã kiểm định không phải chỉ một vụ mà rất nhiều vụ sau khi mất. Sau khi mất, kể cả có những trường hợp mà cái người mất tên này là cán bộ đã công tác, đang công tác tại Liên hiệp Khoa học UVA, đã từng làm cho cái ban nghiên cứu về tâm linh khi chết, cho nên chúng tôi theo dõi rất chặt chẽ về cái việc này. Thì trong 49 ngày có những cái trường hợp là người ta nghĩ rằng mình chưa chết, nghĩ rằng mình chưa chết, cho nên là người ta mới có cái phong tục, tức là che ảnh hoặc che cái hương đi ở chỗ gần người chết hay trong nhà khu vực tang lễ, là người ta che cái hương đi. Vì sao vậy? Thì chúng tôi, cái trường hợp có một chị ở cơ quan chúng tôi làm công trong ban tâm linh, thì chị mất tương đối đột ngột. Mà khi mất, mới mất cái thì anh chồng gọi người bệnh viện đến mang ngay xác đi vào bệnh viện Bạch Mai luôn, lúc ý. Thế thì sau đó thì bắt đầu mới đi báo với mọi người thông tin. Thì các cán bộ của cơ quan chúng tôi, nhất là mấy cái cô cũng nữ ở trong cái ban thống kê nghiên cứu về tâm linh ấy, thì ốm la đà. Mà quá lạ, cái ốm như là có người nào đó mà hành gì đó. Thế mới triệu tập mấy cái vị ngoại cảm lên để hỏi xem, thì nói rằng là cái chị mới mất ấy, tôi xin lỗi là cũng không tiện nói tên, nhưng mà chị trong cái ban nghiên cứu tâm linh thì chị mới mất, chị về chị giận dỗi, chị hỏi tại sao lại quên. Rồi có một số nhà ngoại cảm lúc ấy không ở cơ quan mà ở xa,
thì hỏi rằng có một người phụ nữ đang đứng ở trước cái cửa phòng lúc buổi tối, cứ đến chầu trực và làm nói chuyện nhưng mà không nghe, thì làm cho mỗi người đau yếu la đà đấy. Thế là chúng tôi với dùng ngoại cảm mời chị lên để nói chuyện. Thì chị bảo chị tại sao mọi ngày chị đến với các em, nói với một con mấy cô nữ ở cơ quan, tại sao chị đến với các em niềm nở vui vẻ mà tại sao đợt này đến đứa nào cũng chẳng chào hỏi gì cả, mà chị chào các em cũng lơ lơ chẳng coi như không biết gì đó, mà chị đến đây cũng rất là khó khăn, chị gọi taxi mà đi taxi đi qua nó cũng không dừng lại. Rồi chị bảo không hiểu sao rồi chị cũng đến được cơ quan, cơ quan gặp từ bảo vệ cho đến hỏi chẳng ai trả lời cả. Thế mọi người mới hỏi, mấy cô mới bảo nữa, chị mất rồi còn đâu, mất là mất thế nào, mất mà chị vẫn về đây nói chuyện với các em thôi. Bảo thế bây giờ dẫn chị đến một cái hương to của cơ quan, cái hương ở trong cái phòng tâm linh giao lưu. Thế hỏi, thế chị có nhìn thấy ảnh chị ở trong gương không? Bảo không. Bảo thế là chị mất rồi. Thế chị bắt đầu nghi ngờ, mất rồi. Thế mất thì xác của chị ở đâu? Một xác của chị hiện nay đã đưa vào bệnh viện, nhà tang lễ ở Bạch Mai ấy. Chưa chôn, sau một tuần thì bắt đầu chôn mới làm lễ tang cơ. Thế là bảo thế thì bây giờ trước khi đến cái lễ tang thì chị đi theo cái tấm ảnh hoặc đi theo cái áo của chị, xong là chị đi theo để đến cái chỗ phòng tang lễ để dự lễ tang. Và trong cái lễ tang đấy chúng tôi cũng phân công mấy nhà cảm đứng theo dõi xem chị đứng chỗ nào, và chị mô tả những người đến viếng thái độ ra sao, rồi tất cả các vòng hoa mang đến như thế nào, thái độ theo dõi hết để ghi chép lại. Đây là một trường hợp khảo nghiệm có tính chất thực tế và rất nhiều cái tư liệu hay. Thì hôm nay thì không phải trọng tâm của câu hỏi này, cho nên tôi sẽ chia sẻ vào hôm khác. Nhưng hôm đấy là chúng tôi hỏi chị đứng, chị theo dõi người đến viếng, thái độ của từng người một chị mô tả, rồi các vòng hoa to, vòng hoa bé, viếng như thế nào, mô tả hết. Và như vậy thì khi những người đối chiếu với cái câu hỏi này của bạn, thì khi những người mất thường là người ta nghĩ người ta chưa chết. May mà cơ quan tôi thì vì có lực lượng ngoại cảm cho nên là nhìn nó rõ, còn những người khác chỉ thấy có khi người nhà có cái hiện tượng khác thường, đêm đêm để có tiếng chó sủa, hay là nhà đêm hôm có tiếng cái cánh tủ nó đập sình sình như thế này, có rất nhiều những hiện tượng khác. Thì chung quy lại chúng tôi theo dõi là những người chết trong vòng 49 ngày, đa phần là trong vòng 49 ngày, là họ nghĩ rằng họ chưa chết, họ vẫn còn sống, cho nên họ vẫn quanh quẩn ở nhà như hàng ngày. Đấy là cái thứ nhất. Khi họ quanh quẩn ở nhà như hàng ngày thì gia đình, người thân không biết được sự có mặt của họ, cho nên khi ăn cơm cũng không mời mọc gì, có khi ngồi đấy cũng không mời mọc gì, cho nên họ sinh ra tủi thân. Thậm chí có những trường hợp, thậm chí có trường hợp giận dỗi đấy, giận dỗi. Cho nên là chúng ta cúng 49 ngày nó là như vậy. 49 ngày là khi ăn cơm rồi mời để cái bát cái đũa đến đấy, và coi như người ta vẫn còn đang quanh quẩn ở nhà và mời người ta cùng đến ăn. Đấy là trong cúng 49 ngày. Và cứ 7 ngày thì lại cúng một cái lễ lớn gọi là thất thất lai tuần. Và đến ngày thứ 7 thì cúng tuần thứ 7 thì cúng 49 đấy. 7749 là cái ngày đấy, ngày quan trọng hơn. Thì trong vòng 49 ngày vì họ vẫn còn quanh quẩn ở nhà, và có thể họ còn chưa biết rằng họ đã mất. Kể cả trường hợp họ biết rằng họ đã mất, thì do cái thói quen
do cái tập quán, do cái cận tử nghiệp trước khi chết đã lưu giữ trong đầu của vong linh, cho nên họ lại cứ vẫn cứ quanh quẩn ở nhà trong vòng 49 ngày. Cho nên là cũng giống như là người đi công tác hoặc đi ra nước ngoài, thì thường là trong những ngày đầu đi công tác nước ngoài thì cái tập quán vẫn cứ nhớ, thậm chí ăn uống cũng nhớ. Ví dụ người đi công tác hoặc đi nước ngoài trong những ngày đầu là cũng nhớ ăn món ăn Việt Nam, cơm Việt Nam, hay cái phong tục tập quán ăn uống ngủ nghỉ cũng bị mang theo, mang theo những lưu giữ, những cái tính cách đó mang theo. Cho nên rằng là người ta cúng để cho nó thỏa cái hoài niệm đó. Có những trường hợp chết rồi nhưng mà người ta vẫn hoài niệm. Cụ thể là như thế này, là ví dụ như những người mới mất ấy, và người là người ta cũng đến cái bữa ăn ấy, người ta vẫn làm cho những người sống đến cái giờ đấy, tự nhiên cồn cào của ruột đấy, một thôi chết rồi, bây giờ đến giờ này là phải đi cúng, bởi cái giờ ấy là cái người của đang sống ấy thường là ăn cho ăn uống, cho uống sữa hoặc ăn gì vào cái giờ đấy, cứ là giờ ngày thì đúng khi chết trong vòng 49 ngày, thì những người thân cứ thấy ruột nóng cồn cào nếu như không cúng. Như vậy thì chúng ta thấy rằng là trong vòng 49 ngày, trường hợp thứ nhất là những người đó người ta vẫn nghĩ người ta chưa chết, hoặc nghĩ chết rồi chẳng nữa, thì cái tập quán sinh hoạt rồi cái thói quen của khi còn sống nó cũng lưu giữ đi theo, cho nên là người ta cúng 49 ngày nó là như vậy. Và cá biệt có những nơi người ta cúng đến 100 ngày. 49 ngày thì làm lễ rất khá to, rồi đến 100 ngày làm lễ cũng tương đối to. Đấy là vì người ta nghĩ là cái người chết trong vòng 49-100 ngày vẫn còn đang ở nhà, người ta nghĩ như vậy. Còn một số người người ta không cứ 49-100 đâu, mà người ta để tang mãi. Tôi còn quen một cái bà ấy, bà ấy là mẹ một cái cậu học sinh. Ngày xưa tôi dạy thì tôi về thăm gì, về chơi ở nhà lúc bà còn sống thì thấy bà ấy quanh năm, mấy năm lần về bà cũng cứ đội cái khăn tang, bà ấy bảo bà tang bà mẹ chồng. Vì khi bà mẹ chồng còn sống, bà dạy cho bà ấy rất nhiều những công tác nữ công gia chánh, dạy nấu ăn, dạy đủ các kiểu, cho nên bà nhớ ơn cái bà mẹ chồng trên bà tang suốt đời. Đấy, vậy để tang và cúng nó lại là việc khác. Còn phong tục chung là người ta cúng 49 ngày, nó là lý do như vậy. Về tôn giáo trong chùa người ta cũng giải thích như vậy. Nhưng chúng tôi là cái cơ quan thẩm định cũng có dịp giao lưu. Vậy thì trong vòng 49 ngày người mới mất người ta vẫn quanh quẩn ở nhà, cũng có lý do là một số trường hợp chưa nghĩ rằng mình đã chết, cho nên ít nhất phải 49 ngày hoặc trăm ngày trở ra thì dần dần người ta mới tỉnh ngộ người ta đã chết. Dần dần người ta mới tỉnh ngộ người ta mới chết. Cho nên người ta mới cúng trong vòng 49 ngày, nó là như vậy. Đấy là chúng tôi cũng đã thí nghiệm được điều đó. Vậy thì trong cái trường hợp này thì đối với những người hiểu biết về cái việc ấy như thế nào? Thì trong vòng người thân trong vòng 49 ngày, thậm chí đến trăm ngày, thì chúng ta cũng nên ăn uống cũng cúng, nhưng mà cũng không nên dùm beng gì cả, mà ăn cơm ăn uống cũng bình thường thôi, coi như người ta còn đang sống trong nhà, chỉ đặt bát cơm một cái bát đôi đũa lên và trên mâm rồi cũng mời ăn như là ăn bình thường. Và càng không nên giết chóc tanh hôi, nhất là nhiều gia đình cũng 49 thì làm khủng khiếp lắm, giết gà giết lợn. Mà bản thân tôi ngày xưa, mẫu thân tôi còn sống cách đây 30 năm, hơn 30 năm rồi, là khi tôi cúng, tôi cũng lúc ấy chả hiểu gì cả về đạo. Thế mẹ mất mà mình khách khứa bạn bè nhiều, cho nên là 3 ngày cũng tang lễ cũng giết mấy con lợn to để chiêu đãi bạn bè trong nơi. Thì 49 ngày cũng dùng beng cúng lùng củng lắm. Thế bây giờ mình thấy rằng khi những người mất mà chúng ta sát sinh nhiều thì cái tội lỗi không chỉ cho chúng ta mà cũng phải gán cho người thân, vì là tòng phạm. Vì ngày mất của vị đó cho nên con cái nó mới rùng beng. Cho nên thì chúng ta không nên là sát sinh nhiều trong cái vòng đó. Mà chủ yếu là khi chúng ta cúng đó, chúng ta cúng là làm sao cho cái vong linh ấy sớm hiểu biết rằng
mình đã chết. Cho dù kiểu gì chăng nữa thì họ cũng đã chết, không có cách nào khác được. Cho nên phải có cái việc khai thị cho người đã mất trong vòng 49 ngày đấy. Khai thị là gì? Để chúng ta làm cho họ hiểu rằng họ không còn nữa. Mà khi không còn nữa thì đừng luyến tiếc. Chính người mới mất hoặc người đi xa có cái gì ở nhà mà không mang đi được thì tiếc lắm. Thì người mới mất tiếc cái gì? Tiếc cái thân của mình. Ở nhất là những người đẹp mà chết sớm thì lại càng tiếc nữa. Cho nên rằng là khai thị cho họ là cái thân tứ đại không còn nữa, cái duyên nó hết rồi, thì tự nhiên để đấy nó cũng sẽ phân hủy. Cho nên là khai thị cho người ta biết. Thứ hai nữa là phải trừ bỏ để cái lòng ham của cải vật chất, trừ bỏ những cái tham sân si, phải trừ bỏ, rồi trừ bỏ cái sân hận và đừng theo thầy tà bạn dữ. Rồi lúc ấy ma quỷ nó cũng đến chứ không phải không. Ma quỷ nó đến, nó dụ dỗ đi, nó lôi kéo đi, giống như một người nào đó đến một cái xứ lạ. Thì có cái thường là những kẻ xấu nó đến dụ dỗ lôi kéo. Cho nên là phải có một cái người mà hiểu đạo, họ khai thị, nói cho cái phần vong biết. Họ có đang quay quần ở nhà, nói cho họ nghe, họ hiểu biết thì đấy là lợi lạc hơn. Thì đấy tôi giải thích cho bạn là có nơi, tôi tóm lại, có nơi cúng 100 ngày, 7 ngày hay 9 ngày thì không phải là đúng hay không phải là sai, mà khẳng định đấy là phong tục tập quán của vùng miền. Đối với chúng tôi quan tâm hơn đó là chúng ta phải cúng như thế nào, hình thức ra sao, và chúng ta phải hồi hướng công đức cũng như là khai thị cho cái vong linh đó được giác ngộ. Nếu họ không giác ngộ, họ buồn thảm, họ cũng về, họ lôi kéo hoặc làm ảnh hưởng tiêu cực đến những người thân trong nhà. Đấy. Cảm ơn bạn đã có gửi câu hỏi cho chương trình.